Thôi, đi kiếm đi nấu ăn thôi. Dạo này dịch bệnh là đi cho khó khăn quá. Này không biết ăn cái gì đây ta. Cái tủ lạnh không còn cái gì ăn nữa nhỉ. Thông báo đến người dân trên địa bàn được biết và kêu gọi người dân hãy cùng đồng thuận với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để triển khai thực hiện các phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch, các siêu thị, cửa hàng hóa xăng, cửa hàng trời ơi, cái mướp nó đã cho người dân, phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất hàng hóa xuất nhập khẩu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. Cá này nữa. Phải hai cá nhưng mới đủ. Ủy ban nhân dân thành phố sẽ này ngon quá. Pháp cao hơn chỉ thị 16 trong trường hợp cần thiết. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang thông báo đến người dân trên địa bàn được biết và kêu gọi người dân hãy kênh đồng thuận với chính quyền địa phương. Đâu tụi mấy gan. Để triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp hai gan tay luôn. Nhanh chóng ghê. Và để lùi dịch Covid-19. Thôi nói hai cá được. Thank you.
thôn